đồng cái tay vô ăn búp bê đi bắt mồm chị em sáu mươi hai con rồi đang đi cũng nghe hello bắt đầu chưa hương nè đây nè lệ bây giờ là ăn búp bê thì cái hàng này là có tôm nè đó chị Hương nó với chị Đạt đang lấy nè đó bây giờ lấy cái khu này trước nha hôm nay ngày thứ năm là 33 đồng một phần á đâu. Hấp dẫn nha. Ok, chúc con miệng nha. Ok, mọi người ăn vui vẻ nha, tự nhiên nha. Tự nhiên như nhà mình ok. Như nhà nha. Như nhà của mình nó như nhà ảnh sống á. Đó, như nhà. Rồi, đây là cái dĩa thứ hai nha. Dĩa thứ hai là có gì đây? Rau nè. Rồi nghêu, rồi là một cái con này là con sò điệp. Rồi là nghêu giá rồi mà kiếm ớt ngoài xong thấy mình đi ăn á là mình đi ra lấy đồ ăn phải mang bao tay vậy đó cho nó vệ sinh nữa không rồi đây là dĩa thứ ba đây xà lách cái hàng mà sushi á nhưng mà không ăn sushi sushi có cơm no lắm cho nên là ăn dĩa xà lách một con ốc hương oyster rồi xong các bạn ơi mình đã ăn xong rồi ăn có cái bao tay nữa nè là mình ăn tráng miệng ăn kem nè rồi ăn trái cây một miếng thơm một miếng cam một miếng dưa lưới rồi miếng thơm đó các chị ăn xong các chị ngồi đang nói chuyện đây thì đó là bây giờ ngồi nói chuyện chút xíu đi về nha ok xin chào mọi người bye bye đó bây giờ là khách ăn cũng xong rồi bây giờ là khoảng 7:30 cũng là xong rồi, rồi lơi vơi rồi bây giờ đã ăn xong rồi giờ đi dạo dạo chụp hình nha ở trong cái mall đây nha happy birthday nha quay đây coi happy birthday nha birthday mà có thêm cái này ok pandemic mà rồi ai vô cho chị Hương tắm nè Hiền đứng hay sao nhìn thấy xuống sau lưng em eo dễ sợ luôn á. Bỏ cái bóng. Mà xì đóng cửa luôn. Ở nhà một đích á, chỗ này chụp đẹp nè, cái cảnh này đẹp. Thì đó, hôm đó, cái bác steak á nó làm á. Có rồi đó. Cười chứ không? Thấy hết cái gì sẽ coi luôn. Thấy hết hay không? Cái bông ha. Nó cả hả? Rồi chị ăn. Vô cái đặt có tiểu có style rồi. Đó, rồi. Rồi hết rồi.